Rồi lại thêm một sản phẩm bất động sản giá rẻ để gửi đến quý cô chú anh chị đầu tư, hoặc là quý cô chú anh chị mà có thể muốn mua nhà tại thành phố Nha Trang. Căn nhà này thì hai mặt tiền nhưng mà giá chỉ có hơn 1 tỷ thôi quý anh chị, mà nằm ngay tại thành phố Nha Trang luôn. Rất là rẻ để quý cô chú có thể là mua nhà an cư lạc nghiệp hoặc là mua nhà để đầu tư nha. Sản phẩm này thì em Thi thấy giá cũng rất là tốt luôn. Hello, xin chào quý cô chú anh chị, lại là em Thi đây. Thì hôm nay tiếp tục cái quá trình đi review bất động sản thực tế, thì em Thi đang có mặt tại xã Vĩnh Trung thuộc thành phố Nha Trang. Đó thì cái vị trí thì đang đứng đây á, là cách trung tâm đâu đó chỉ tầm khoảng 6 đến 7 cây số thôi quý anh chị, rất là gần nha. Đó, xã Vĩnh Trung của Nha Trang. Thì có một cái căn nhà hai mặt tiền mà giá chỉ có hơn 1 tỷ thôi để gửi đến quý cô chú anh chị đầu tư, cũng như là quý cô chú anh chị mà mua nhà để an cư lạc nghiệp. Đó, thì căn nhà đó ra sao và tiện ích xung quanh như thế nào thì mời quý cô chú anh chị theo dõi đến cuối video nha. Bây giờ là em Thi sẽ đi vào chi tiết cái sản phẩm hôm nay. Let's go. Rồi đây quý cô chú anh chị, thực chất thì sản phẩm này thì một dạng như là bán đất tặng nhà, nhưng mà thực chất là căn nhà này thì theo em Thi lên cảm nhận thực tế thì vẫn còn sử dụng được nha quý anh chị. Quý anh chị có thể cải tạo lại sử dụng được, mặc dù là nhà cấp 4 thôi nhưng mà một gia đình nho nhỏ ở vẫn được. Trước mặt quý anh chị đây đó, đây là căn nhà này, còn bên đây là còn một miếng đất, một khoảng đất trống nữa. Thì thông tin thông số như thế nào? Cái sản phẩm này á, là tổng diện tích của nó là 100 mét vuông nha quý anh chị, 100 mét vuông, nhưng mà mặt tiền của nó là rộng 9 mét 3, là từ căn nhà này qua tới cái bức tường này nè, bức tường này nè. Đó thì căn nhà xây một bên, còn một bên là còn một mảnh đất trống để quý cô chú anh chị có thể cải tạo làm vườn rất là tốt. Một chút nữa em Thi sẽ đi qua đó quay. Đó, em Thi sẽ miêu tả về căn nhà trước. Tổng cái diện tích lô đất này á, là 100 mét vuông. Mặt tiền của nó là rộng 9 mét 3. Đó thì chiều dài nó rơi vào tầm khoảng hơn 10 mét nha quý anh chị nha, hơn 10 mét. Hai mặt tiền chính của nó là hướng đông nam, còn mặt tiền bên hông của nó là hướng tây nam nha quý anh chị. Đó, cái lô này hai mặt tiền rất là thoáng. Đó thì trên đất hiện tại đã có một cái căn nhà cấp 4 rồi. Căn nhà này thì theo em Thi thấy á, là cải tạo lại ở vẫn rất là được nha quý anh chị, chứ không phải là nhà cũ đâu. Thì đây, bước vào trong căn nhà thì không gian rất là rộng. Nó có một phòng ngủ. Thật ra cái diện tích xây căn nhà này thì em Thi nghĩ đâu đó rơi vào tầm khoảng 60 mét thôi quý anh chị, không có xây hết đất nha. Bên bên đây còn một cái mảnh đất trống nữa, một chút nữa em Thi sẽ qua. Đó thì căn nhà này vô là trống, nhưng mà em Thi thấy là về tầm bỏ tầm khoảng 5-70 triệu cải tạo lại thì vẫn ở rất là tốt. Đó, có một phòng ngủ nè và một cái toilet nè quý anh chị. Đó, một phòng ngủ và một cái toilet chúng ta có thể cải tạo làm ở đây là một cái bếp nè, rồi không gian ở đây là một cái phòng khách nè. Đó thì có nghĩa là một gia đình ở vẫn được nha quý anh chị, một gia đình nhỏ nhỏ tầm 3 người ở vẫn được. Đó, cái diện tích xây dựng trên cái lô đất này là tầm khoảng 60 mét vuông nha. Đó, đó. Đây là một cái phòng ngủ nè, trong đây là một cái phòng ngủ, cái nhà này bỏ đây nè. Đó, một phòng ngủ nè, cái nhà này bỏ ra tầm khoảng 5-70 triệu là ở vẫn rất là tốt. Đó, đây là cái toilet thì chúng ta có thể cải tạo cái không gian này là một cái không gian làm bếp nè. Đó, còn lại á là làm phòng khách nè, phòng khách rất là rộng anh chị ha, có thể ngăn ra làm một cái phòng nhỏ cho con nhỏ ở luôn. Đó, nhà thì cao hơn đường, nhà thì cao hơn đường. Đó, còn trước mặt quý anh chị đây á, là cái con đường mà cái trước lô đất á, là cái con đường bê tông rộng khoảng 4 mét. Thì con đường này là ô tô là đi vào tận nơi nha quý anh chị, và anh chị biết làm sao không, nó cách cái đường 23 tháng 10 đi vào á, chỉ tầm khoảng 100 mét thôi, rất là gần đường 23 tháng 10 luôn. Một chút nữa em Thi sẽ lên xe chạy ra lại đường 23 tháng 10 cũng như là chạy xuống chợ với ủy ban cho biết cô chú anh chị coi là nó gần như thế nào nha. Quý anh chị nhớ theo dõi đến cuối video nha. Đó, rồi đây, đây là cái mảnh đất, cái miếng đất là bên hông, nó nằm trong cái sổ của mình luôn quý anh chị. Anh chị hình dung được không? Có nghĩa là cái sổ lô này là 100 mét vuông, nhưng mà chỉ xây xây nhà là chỉ xây nhà là xong, xây nhà là xong, xong 60 mét vuông. Đó, đất của mình á là tổng là 100 mét vuông, nhưng mà mình xây nhà tầm khoảng 5 đến 60 mét vuông thôi, còn bên vẫn còn là cái miếng đất trống bên đây. Thì ở đây thì quý cô chú anh chị có thể, một á là nó cũng có nhiều phương án lắm, là quý cô chú anh chị có thể đập cái nhà cũ ra xây cái nhà mới lấy luôn cái phần đất này, hoặc là quý cô chú anh chị có thể bên đây chúng ta có thể làm vườn. Đó, bên đây làm vườn. Đó, hai hướng mà, hai hướng, hướng đông bắc và hướng đông nam và hướng tây nam. Thì đất của mình đây, ra sau đây đang có cái ranh giới luôn nè quý anh chị. Đó, có cái hàng rào nè, cái này là chuẩn mà đất dân cắt ra bán luôn đó quý anh chị. Đó, có hàng rào nè. Đó, đây là sau lưng nhà mình nè, đất của mình nè.
đó, trên cái sổ là như vậy đó. Cái đường bên hông nó cũng rộng khoảng 3 mét nha quý anh chị đó, ô tô thì cũng đậu ở trong đây được đó. Ở trong đây mình thì còn nhiều nhà nữa nè, nhiều nhà nè đó. Trên đất mình thì có một cái cây mít đó, thì bán đất là tặng luôn cái cây mít này. Cây mít này là ra trái rồi, rất là thơm, rất là thơm quý anh chị. Không biết mít ở đâu mà thấy thơm mùi mít rồi đó, mặc dù là em Thi đang nghẹt nghẹt mũi nhưng mà vẫn ngửi được mùi mít đó. Em Thi nói như vậy không biết là anh chị có hình dung được không ha. Em Thi xin phép nói lại một lần nữa ha, cái sổ lô này là 100 mét vuông sổ riêng nha quý anh chị, sổ hồng riêng, mua bán là công chứng ngay. Trong đó là trên đất có một cái nhà khoảng 5 đến 60 mét, còn cái diện tích, còn cái phần đất trống bên đây á, là để làm vườn đó. Quý anh chị có thể rào lại làm vườn trồng cây mini rất là dễ thương đó. Xung quanh là dân cư hiện hữu rồi nè, đó, xung quanh là dân cư hiện hữu rồi, và anh chị thấy không, có cả điện đường nào quý anh chị đó. Đường hiện trạng á là 4 mét, ô tô là chúng ta đậu trước nhà nha quý anh chị, ô tô đậu trước nhà. Và cái đường này nè là thông ra lại đường 23 tháng 10 hướng này, thì đi ra lại đường 23 tháng 10 á là chỉ có 100 mét thôi. Anh chị đi thêm khoảng 50 mét là chúng ta sẽ thấy một cái trường mầm non ở xã Vĩnh Trung đây nè. Một chút nữa là em thì sẽ lên xe và chạy ra cho quý anh chị coi nha, nên là quý anh chị yên tâm đó. Khu này là dân cư hiện hữu rồi nè đó. Còn cái hướng này, cái hướng này thì sao, cái hướng này là chúng ta thông ra lại cái đường Hương Lộ 45 đó, thông lại đường Hương Lộ 45, nói chung là đường thông hai đầu, không có bị cục nha quý anh chị. Đường là đường thông hai đầu, rất là thoải mái, thông thoáng đó, nên là không phải sợ là đường cục. Nên cái này thì nằm tại xã Vĩnh Trung thuộc thành phố Nha Trang, cách trung tâm thành phố Nha Trang đâu đó chỉ tầm khoảng 6 đến 7 cây số thôi, nếu tính ra biển, nếu tính ra quảng trường luôn đó là tầm chỉ khoảng 7 cây số thôi quý anh chị, rất là gần đó. Thì cái nhà này thì em Thi thấy là nếu như cái nhà này giá bao nhiêu, em Thi quên nói là cái nhà này là giá chỉ có 1 tỷ 440 triệu thôi quý anh chị. 1 tỷ 440 triệu là giá này là còn bớt nha quý anh chị, giá này là còn bớt nữa. Lô này là sổ hồng riêng rồi, mua bán là công chứng ngay đó. Thì nếu mà tính em Thi nói là nếu mà tính ra biển luôn thì tầm khoảng 7-8 cây thôi, đó là tính ra biển luôn nha, còn về trung tâm Phố Nha Trang tầm khoảng 6 cây thôi đó, rất là gần. Đi thì đâu đó là cũng chưa đến 10 phút đâu, cả xe máy lẫn ô tô cũng không đến 10 phút đâu, rất là gần. Đi thẳng một phát là chúng ta ra lại đường 23 tháng 10 là 100 mét thôi. À, còn từ đây mà kết nối các cái tiện ích như thế nào? Thì từ đây mà đi xuống lại chợ Vĩnh Trung nè, trạm y tế xã Vĩnh Trung, ủy ban xã Vĩnh Trung, thì đâu đó là tầm khoảng 500 mét thôi quý anh chị, rất là gần. Rồi chúng ta có một cái siêu thị rất là lớn ở đây là cái siêu thị Mega Market, thì chúng ta cách cái siêu thị đó chỉ tầm khoảng 800 mét thôi. Sát bên cái siêu thị là cái bến xe phía nam của thành phố Nha Trang đó, sát bên cái siêu thị là bến xe phía nam thành phố Nha Trang nha quý anh chị đó, rất là tiềm năng luôn. Tiện ích đầy đủ, giao thông là thông thoáng, sổ hồng pháp lý chuẩn, giá rẻ đó, bán đất tặng kèm một căn nhà giá chỉ có 1 tỷ 440 triệu thôi quý anh chị, rất là rẻ luôn đó. Bên đây thì có một cái, nếu như anh chị mà có ý tưởng thiết kế á, anh chị biết sao không? Chúng ta giữ luôn cái khoảnh đất này, chúng ta rào lại chúng ta làm vườn. Còn cái nhà này thì quý anh chị nhờ thầu tới thiết kế đổ lên mê, nếu như nhà có thêm người á, đổ lên mê ở. Tại vì cái không gian làm vườn này thích lắm quý anh chị. Bây giờ mà anh chị xây hết đất cũng được. Xây hết đất thì cái nhà mình nó rộng ra, cái mặt tiền 9m3 thì xây cái nhà rất đẹp thì em Thi không phải bàn tới rồi. Nhưng nếu như mà muốn làm vườn thì không còn đất, nên là để cái phần đất này nè, làm vườn chúng ta đổ lên 1-2 mê nữa. Chúng ta nhờ thầu thiết kế đổ lên 1-2 mê nữa là chúng ta có thể một diện tích cái nhà nó rộng hơn. Cái nhà nó rộng hơn mà chúng ta lại có không gian làm vườn thì quá tốt luôn quý anh chị ha. Quá ok luôn. Đó. Rồi bây giờ là em Thi sẽ lên xe và chạy ra lại cái đường 23 tháng 10 cho quý cô chú anh chị xem là các cái tiện ích xung quanh nó như thế nào, chợ búa, ủy ban, rồi các cái tiện ích nó ra làm sao. Nên là quý cô chú anh chị nhớ theo dõi đến cuối video nha. Let's go. Rồi mời quý cô chú anh chị chúng ta cùng lên xe đi theo em Thi tham quan một vòng các cái tiện ích xung quanh cái vị trí bất động sản nha. Đó, thì đường nói chung là đường rộng 4 mét, ô tô vào tận nơi quý anh chị. Đó, rồi xung quanh là nhà dân ở đã hiện hữu hết rồi. Chúng ta đi khoảng 50 mét là chúng ta đi ra tới cái trường mầm non xã Vĩnh Trung. Đó, đây trường mầm non xã Vĩnh Trung. Rất là phù hợp cho quý cô chú anh chị nào có con nhỏ ha, đi học rất là gần. Rồi chúng ta đi thêm khoảng 30 mét nữa là chúng ta đi ra lại cái đường 23 tháng 10, hay còn gọi là đường quốc lộ 1C. Đường này thì kết nối thẳng về trung tâm thành phố Nha Trang luôn quý anh chị. Đó, chỉ đi thẳng 23 tháng 10 là chúng ta đã về được tới trung tâm thành phố Nha Trang rồi, rất là gần luôn quý anh chị. Đi ra lại đường 23 tháng 10 này á thì rất là nhiều các cái tiện ích, hàng quán, tạp hóa hai bên đường 23 tháng 10. Nói chung đường 23 tháng 10 này là kinh doanh mua bán rất là nhiều, nên là quý cô chú anh chị khỏi phải sợ là
thiếu các tiện ích gì. Đó. Anh chị thấy không, đi ra ngoài đường là thấy hai mặt tiền, hai bên là hầu hết là kinh doanh mua bán. Nói chung là mặt tiền đoạn 30 tháng 10 này thì rất là sầm uất rồi. Đó. Chỉ có 1 tỷ 440 triệu là quý anh chị đã sở hữu một cái bất động sản, có cái nhà cấp 4 cộng với lại cái vườn mini như thế này rồi. Quá tuyệt vời luôn quý anh chị. Đó, bây giờ là em Thi sẽ chạy đến chợ Vĩnh Trung, ủy ban xã và trạm y tế cho quý cô chú anh chị coi là nó gần cỡ nào. Thật ra ba cái tiện ích đó thì nó cách đất mình chỉ đâu đó tầm khoảng 500 mét thôi. Rất là gần quý anh chị. Đó, gần chợ, gần ủy ban, gần trạm y tế thì rất là thuận tiện cho cái công việc mà sinh sống của mình ở đây ha. Đó, đây nè, như là đây nè. Tới chợ nè. Đó, anh chị thấy không? Chợ Vĩnh Trung nè. Đó, chợ xã Vĩnh Trung là xét cái chợ là trạm y tế màu xanh xanh nè. Đó, rồi chạy lên một chút nữa, chạy lên một chút nữa là tới cái chỗ màu đỏ là ủy ban xã Vĩnh Trung. Đây, đó, ủy ban xã Vĩnh Trung mà. Bên tay trái nè. Đó, đầy đủ luôn quý anh chị ha. Rồi chạy lên một chút nữa là chúng ta sẽ thấy cái siêu thị Mega Market. Đó, một cái siêu thị rất là lớn của khu vực cây số 5 thành phố Nha Trang. Đó. Anh chị thấy cái bảng cao không? Đó là cái siêu thị Mega đó. Đó thì cách siêu thị của đất mình, cách siêu thị đâu đó thì chưa đến một cây số đâu. Sát bên cái siêu thị là cái bến xe phía Nam luôn. Đó. Ở đường 23 tháng 10 thì rất là nhiều cái showroom ô tô. Nói với chú anh chị có ô tô thì cũng có thể đi bảo dưỡng định kỳ thường xuyên mà gần nhà ha. Đó rồi siêu thị nè. Siêu thị rồi sát bên siêu thị là cái cổng bến xe phía Nam. Đó, rất là gần luôn quý anh chị, tiện ích là đầy đủ luôn nha. Rồi chúng ta đi thêm khoảng 4 cây số nữa, 4 đến 5 cây số nữa là chúng ta về tới trung tâm thành phố Nha Trang rồi. Rất là gần phải không quý anh chị? Đó, rồi cái sản phẩm hôm nay em Thi quay rất là chi tiết rồi. Quý cô chú anh chị nào quan tâm cái sản phẩm này thì vui lòng là kết nối với em Thi qua số điện thoại dưới phần mô tả nha, để em Thi tư vấn chi tiết cũng như là đưa quý cô chú anh chị đi xem thực tế luôn. Quý cô chú anh chị đã xem tới đây rồi thì nhớ cho em Thi xin một like và một đăng ký, cũng như đó là cái động lực để mà em Thi đi quay thường xuyên hơn. Em Thi cảm ơn quý cô chú anh chị rất là nhiều luôn. Chúc cô chú anh, quý cô chú anh chị một ngày mới thật là nhiều năng lượng, nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe nha. Em Thi xin phép là kết thúc video tại đây. Em Thi xin chào và hẹn gặp lại.